nghị quyết kích cầu du lịch khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020 và các ngày lễ lớn, khách du lịch trong nước, quốc tế đến khu di tích và danh thắng Yên Tử được miễn 100% phí tham quan vãng cảnh. Tỉnh cũng hỗ trợ vé xe buýt từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long tới Dốc Đỏ, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Ngay khi triển khai chính sách kích cầu, ghi nhận tại Yên Tử, lượng khách du lịch đã tăng lên rõ rệt. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, khách du lịch về tham quan chiêm bái tại khu di tích danh thắng Yên Tử đạt gần 2.000 lượt, khách nghỉ dưỡng tại khu Legacy Yên Tử đạt công suất trên 95%. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho thấy hiệu quả của gói kích cầu du lịch đang áp dụng nhằm thu hút khách về với Yên Tử. Yên Tử là một nơi thiêng liêng và người ta ngoài cái đi lễ bái thì còn có đi du lịch ngắm cảnh. Những cái chính sách đấy để lôi kéo lại khách du lịch cái đấy là rất là hợp lý. Chính sách này của miễn giảm các cái phí của tỉnh Quảng Ninh này rất là được nhân dân ủng hộ. Và cá nhân tôi thì tôi vô cùng ủng hộ và tôi sẽ nói với tất cả bạn bè tôi là nói tất cả mọi người hãy du lịch Yên Tử, hãy đến với Quảng Ninh. Cùng với chính sách kích cầu du lịch của tỉnh, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cũng sớm tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn, như giảm 50% giá cáp treo đến hết ngày 30 tháng 6, giảm 50% giá dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu Legacy Yên Tử từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới nhằm thu hút khách nội địa, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ. Gói kích cầu này của tỉnh phải nói rằng rất là nhanh chóng và kịp thời. Các đối tượng được phổ rộng đồng bộ với những cái gói kích cầu của tỉnh cũng như là những cái chính sách thu hút của công ty Tùng Lâm thì sẽ mang lại cho du khách những cái trải nghiệm mới tại Yên Tử với những cái chi phí vừa phải nhưng cái chất lượng vẫn đảm bảo. Triển khai kế hoạch kích cầu du lịch, thành phố Uông Bí đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Yên Tử qua các kênh thông tin lớn, mạng xã hội, phối hợp với các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, xây dựng triển khai gói kích cầu, tri ân khách hàng cùng vượt qua dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng chương trình Người Việt Nam du lịch Việt Nam, với nhiều hỗ trợ giảm giá sâu, khuyến mại, tặng quà dành cho du khách. Cũng trong năm 2020, thành phố lên kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa ẩm thực người Giao Thanh Y tại Làng Hành Hương Yên Tử, hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước Đông Dương kỷ niệm 712 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Nhiều chương trình kích cầu tại các điểm du lịch của thành phố cũng được tổ chức, góp phần thu hút khách du lịch từ các vùng đã được kiểm soát dịch đến với Uông Bí.